Hệ miễn dịch là hệ thống các tế bào, cơ quan, protein và mô, chúng phối hợp với nhau để bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh, bao gồm vi khuẩn, virus. Hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với một cơ thể khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, thực hiện lối sống lành mạnh bằng cách bổ sung các thực phẩm bổ dưỡng, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên là những cách quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, việc tăng cường bổ sung một số loại vitamin, khoáng chất, thảo mộc và các chất khác được cho là có khả năng tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh tật, giúp cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch. Vitamin D. Vitamin D là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe và hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin D tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh của bạch cầu đơn nhân và đại thực bào, có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy phản ứng miễn dịch. Những người thiếu hụt vitamin D có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên, bao gồm cả bệnh cúm và hen suyễn dị ứng. Ngược lại, bổ sung đầy đủ vitamin D được chứng minh là giúp làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành và ngăn chặn tình trạng viêm trong hệ hô hấp. Kẽm. Kẽm là một khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và giao tiếp của tế bào miễn dịch và đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng viêm. Ngoài ra, kẽm cũng bảo vệ các mô trong cơ thể và giúp ngăn ngừa các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch, dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng và mắc bệnh, bao gồm cả viêm phổi. Theo nghiên cứu, 16% tổng số ca nhiễm trùng đường hô hấp sâu trên toàn thế giới được phát hiện là do thiếu kẽm. Tình trạng thiếu kẽm rất phổ biến ở người lớn tuổi. Thực tế, có đến 30% người lớn tuổi được coi là thiếu chất dinh dưỡng này. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung kẽm có thể bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh thông thường. Vitamin C. Vitamin C có lẽ là dưỡng chất phổ biến nhất được biết đến với khả năng chống lại nhiễm trùng do vai trò quan trọng của nó đối với sức khỏe miễn dịch. Vitamin C hỗ trợ chức năng của các tế bào miễn dịch và tăng cường khả năng bảo vệ chúng khỏi nhiễm trùng. Vitamin C giúp giữ cho hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh bằng cách loại bỏ các tế bào chết và thay thế chúng bằng các tế bào mới. Loại vitamin này cũng có chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh, làm giảm thiệt hại gây ra bởi phản ứng giữa các thành phần của tế bào với các gốc tự do. Việc cung cấp đầy đủ vitamin C đã được chứng minh là làm giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng đường hô hấp trên, bao gồm cả cảm lạnh thông thường. Có thể nói rằng một số vitamin, khoáng chất có tác dụng giúp cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch. Tuy nhiên, vitamin C, vitamin D hay kẽm chỉ là một số chất đã được nghiên cứu về khả năng tăng cường miễn dịch do những lợi ích mà chúng mang lại. Do đó, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tham gia hoạt động thể chất thường xuyên và không hút thuốc lá là những cách làm quan trọng nhất để giữ cho hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh.